Hi, mình chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay khoa học Trần Quang. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học, không có mê tín dị đoan, tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào xem cũng được mọi người nhé. Trẻ em từ 3 4 tuổi trở ra là cũng xem được rồi. Bởi vì con người mình mới sinh ra thôi là 90% diễn biến từng năm trong tương lai của mình nó như thế nào nó đều báo trước cho mình này nha. Và khi mọi người muốn xem cho trẻ em con cái thì mọi người sẽ biết được lĩnh tiềm mạnh về sở trường, những điểm mạnh điểm yếu trong tính cách con cái thế nào thì chúng ta định hướng nuôi dạy con cái nó tốt hơn. Và mọi người cũng sẽ biết được là trong tương lai con cái của mình nó sẽ thành công hay thất bại trong cuộc đời của nó, và những năm thành công thất bại đó nó sẽ rơi vào những năm nào. Còn những người ở trên 20 tuổi, mình ví dụ như là 20, 25, 30, 45, 50, 65 mà bất kỳ nha. Khi tìm đến mình, ví dụ là mọi người ở tuổi 65 tìm đến mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào về mọi mặt trong cuộc sống, từ cái tuổi 20 cho đến cái tuổi 65 đó, tức là 45 năm quá khứ nha. Về mọi mặt trong cuộc sống, về công việc, về tiền tài, về vận may, kinh doanh, những thành công thất bại nó xảy ra ở những cái năm nào. Rồi cái tài sản mọi người đã tạo dựng được như thế nào cho đến cái thời điểm hiện tại nha. Vợ chồng con cái rồi sẽ xem tiếp từ cái năm hiện tại cho đến những năm cuối học vận của mọi người cũng về cái mặt như vậy. Rồi thì ở trong video clip trước mình đã cùng mọi người phân tích về cuộc đời bàn tay của một bạn khách nữ sinh năm 1980, Canh Thân ha, đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội ha. Thì khách thủ đô Hà Nội thì mình xem rất là nhiều nha. Và khi mình làm video clip xong thì mua 2 ngày sau là bạn nữ đã phản hồi rồi, nhưng mà vừa rồi thì cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 nè mình đi chơi cho nên là mình không có làm video clip tên nha. Thì video clip này mình sẽ review lại cho mọi người thấy là khi mà bạn nữ này đã xem xong cái video clip mình phân tích về cuộc đời của bạn đó, cái quá khứ của bạn đó nha. Video clip đó mình đã phân tích là 24 năm quá khứ của bạn nữ này, từ cái tuổi 20 cho đến cái tuổi 44 hiện tại nha. Năm nay là bạn 44 tuổi âm. Từng năm trải qua thế nào về mọi mặt trong cuộc sống nè, những cái nạn lớn nạn nhỏ, rồi những cái thành công thất bại đã xảy ra ở quá khứ như thế nào. Và thì sau khi bạn đã xem xong video clip rất là kỹ thì bạn phản hồi mọi thứ nó hoàn hảo, nó chính xác 100%. Ngay cả trong video clip mình phân tích đến những cái nạn nè, rồi từ cái tuổi 38 đến nay là bạn đã gặp 2 cái thành công, một cái thành công lớn và một thành công nhỏ, thì bạn phản hồi là nó cũng sẽ ra chính xác đúng như vậy nha. Và mình sẽ đi vào review nhanh cho mọi người thấy cái phần đó, phần phản hồi của bạn khách nữ này nha. Rồi, thì mình giới thiệu nhanh về cái phần này ha, tại vì video này clip nào thì mình cũng đã nói đến rồi. Thì đây là cái hội Facebook xem chỉ tay học tướng số Đồng Nai của mình. Thì tất cả thành viên, trên 700 thành viên ở đây là mọi người đang sống ở khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, và khách đang sống ở khắp mọi nơi ở nước ngoài như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Australia, Canada, rồi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Campuchia, Nam Phi. Mình đã xem cho họ hết rồi, và ngay cả trong 2 3 năm qua mình xem cho khách hàng ngày á, và xem online rồi xem trực tiếp nhiều, nhưng mà mình cũng không mời thêm thành viên cho nên là số thành viên không tăng nha. Rồi. Rồi thì đây là cái bài cái phần phản hồi của mình đăng lên, gọi là của cái vị khách nữ sinh năm 1980 ở Hà Nội ha, mình đăng lên ngày 31 tháng 8 á, ha. Mà mấy ngày rồi vì nghỉ lễ 2 tháng 9 là đi chơi du lịch cho nên là mình không có làm video clip với phần phản hồi này của vị khách này ha. Thì mình đi vào cái phần từ đầu khi bạn nữ đi tìm đến mình nhé. Đây là cái phần video clip nè, mà khi mà mình làm xong video clip á, mình đã gửi cho bạn đó nè, mà mình có nói là bạn xem kỹ và lần hỏi gì thêm mình sẽ trả lời nè, thì bạn có nói nè, dạ vâng em cảm ơn anh nè, ha. Rồi thì đây là cái phần bạn bắt đầu phản hồi nha. Thì cái phần nào bạn phản hồi về công việc cuộc sống theo cái video clip mình thì mình nói lên thôi ha, còn cái nào nó không có liên quan thì mình sẽ bỏ bớt đi ha. Thì đây nè, mà bạn đã phản hồi anh ơi em nghe hết mấy lần rồi ạ. Tức là bạn đã xem kỹ mấy lần ha, thì bạn hỏi nè. Giờ đây bạn phản hồi đây, anh nói đúng về những cái nạn của em của trong những cái năm trước ha. Các nguồn thu nhập cả về cái thành công ha, và đây bạn MTC tức là thành công ha, cả về thành công từ cái năm 38 39 tuổi đến nay có 2 cái thành công lớn
và nhỏ ha, tức là một khối thành công lớn và một công nhỏ. Thì đây là bạn phản hồi đến cái phần mình đã phân tích ở trong cái video clip ha. Mình nói là cái ở cái tuổi 38 mà chính cho đến tuổi 44 này là bạn có hai thành công, một lớn một nhỏ ha. Bạn phản hồi cái điều này là đúng, ngay cả cái nguồn thu nhập nè ha, những cái nạn là bạn phản hồi nó đều chính xác nha. Đây thì bạn muốn hỏi thêm về cái những cái nạn sắp tới nó sẽ như thế nào ha, vì mình có nói với bạn đó là những nạn nó sẽ đến từ những cái việc gì ha, thì cái phần này nó không có quan trọng ha, thì mình không có nói đến. Ở đây thì bạn có nói tiếp nè, dạ hết, em thấy số phận em nó cứ liên tiếp nè, bình an được một năm thì phải tiếp 3 4 năm là có nạn ha, có thành công nhưng chẳng bao giờ thiếu nạn đến. Nghỉ được một năm đến thì nạn nó tiếp vài năm. May trời là cái tinh thần lạc quan, nghị lực vượt khó ha. Bạn phản hồi tiếp nè, em cảm ơn anh lần nữa nè, khi nào có công việc cần hoặc liên hệ xem cho người thân em sẽ là nhờ lại đến anh. Thì ở đây thì mình có nói với bạn đó ha, con người sướng khổ mỗi giai đoạn nó đều từ cái nhân quả tiền kiếp đã tạo ra, từ cái nhân quả mình tạo ra từ tiền kiếp và cái nhân quả tiếp tục tạo ra ở cuộc sống hiện tại này ha. Thì ở đây bạn có phản hồi lại là chúc anh ngày càng phát triển trong sự nghiệp nè. Rồi thì ở đây thì rồi thì vừa rồi thì mọi người mới thấy mình cái đưa lên cho mọi người thấy cái phần phản hồi của bạn khách nữ năm nay là 44 tuổi, đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội ha. Thì hầu như trước giờ mình xem cho khách nào 100% nó đều chính xác 100% như vậy ha. Những việc mình nhận định những gì người ta đã trải qua nó luôn rất chính xác, và mình là báo đến cho họ những cái việc nó sẽ xảy đến tiếp ở những năm trong tương lai cho đến cuối cái hậu vận của họ nó sẽ như thế nào ha. Thì đây tiếp tục tức là một cái minh chứng để mọi người thấy được là cái cách xem khoa học của mình nó cực kỳ chính xác ha. Mình trước giờ mình xem hàng ngàn khách trong và ngoài nước và chưa bao giờ sai ai ha. Với cả những cái khách mình đã xem chính xác quá khứ rồi mình nhận định những năm tương lai, và sau khi người ta trải qua tiếp những năm tương lai thì họ tiếp tục phản hồi lại luôn rất chính xác những gì mình dự báo như vậy ha. Rồi thì đây là cái niềm tin để mọi người luôn tin tưởng tìm đến mình là khách trong và ngoài nước trước đến giờ nha. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người, anh chị cô chú trên toàn quốc, mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài nha. Thì mọi người theo dõi thường xuyên thì mọi người sẽ học được cái cách mà mình nhận định cái tính cách của mình hoặc là tính cách của đối phương ha. Còn mọi người muốn xem về chi tiết cuộc đời của mình á, cả cuộc đời mình nó những năm tương lai nó sẽ như thế nào, tài sản rồi con cái vợ chồng nó sẽ như thế nào, thì mọi người liên hệ số điện thoại 0908 515 792. Thì đó là số điện thoại của mình, có sử dụng Zalo, Messenger và Facebook. Mọi người ở nước ngoài thì thêm cái mã vùng Việt Nam là cộng 84. Thì khi liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Còn về phí thì mình luôn rất rất công khai trước giờ rồi nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip sau.